Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Ất Tỵ là những người có trí tuệ và khả năng quan sát rất nhạy bén. Không ai có khả năng tư duy nhanh nhạy như họ, có tài nhìn xa trông rộng, năng lực xã giao xuất chúng. Ngay từ khi còn trẻ, người tuổi Tỵ mệnh hỏa đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những thứ xa xỉ, quyền lực. Họ chăm chỉ làm việc, cố gắng vươn tới cuộc sống sung sướng, thành công, có địa vị trong xã hội và khiến mọi người nể phục, kính trọng. Hơn thế nữa, khi giải quyết một vấn đề, họ sẽ không bao giờ nóng nảy, tùy tiện, bởi tuổi Ất Tỵ hiểu rõ sự vội vàng sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn. Không ai có thể suy luận sắc bén, chính xác bằng tuổi Ất Tỵ, vì thế họ trở thành người tiên phong, dẫn đầu trong mọi công việc. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng, cẩn thận. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Tử vi các con giáp tháng 6 năm 2021 cho rằng, trong tháng này, gia chủ tuổi Ất Tỵ sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Tử vi tháng 6 năm 2021 thấy rằng tuổi Ất Tỵ có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Như sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thương về tài chính nhất định và sức khỏe cho các bác. Trong sự nghiệp với những người tự làm chủ, các bác sẽ chịu những áp lực rất lớn và có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tháng này là chuỗi ngày dài đằng đẵng với những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Tinh thần sa sút, bản mệnh khó lòng có được những điều mình mong muốn. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không được như ý. Bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên con giáp này thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu không chú ý, có thể sẽ mắc các bệnh như đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều, ít vận động. Vì thế người tuổi Ất Tỵ cần có thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học và có kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Bản mệnh không nên đi đâu xa một mình, chú ý an toàn giao thông. Ất âm mộc, gặp Ất âm mộc nên được gọi là tỷ kiên, nghĩa là tí hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Ất Tỵ cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ trong công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận.
Tháng này, người tuổi Ất Tỵ rất bận rộn, đến mức các bác hầu như không có cơ hội suy nghĩ về tương lai hay những chuyện ngoài lề khác. Các sự án lớn, phức tạp sẽ lần lượt chờ các bác giải quyết. Các bác là người cuồng công việc nên thời điểm này là cơ hội để các bác chứng minh thực lực của mình. Nhưng tốt hơn hết, các bác vẫn nên có một kế hoạch cụ thể, nếu không sẽ gặp những bối rối, bất lực. Người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp cuối năm rất nhiều. Các bác phải tăng ca làm liên tục, nhưng các bác cũng sẽ nhận được mức lương thường xứng đáng để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021. Thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Sậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải những thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc, các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Các bác biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Ất Tỵ lại chưa biết linh hoạt để giải bớt áp lực cho mình. Các bác chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếp việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng đến mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Tháng này tài lộc chưa thực sự như ý, nhưng các bác lại phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu dẫn đến tình trạng hao tài. Cần có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể. Ngoài ra, để kích vượng vận tài lộc, các bác hãy mang bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phận hận và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho các bác. Đồng thời, khi mang bên mình, các bác sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình các bác không được tốt, bị ảnh hưởng bởi công việc nên các bác trở nên vô cùng nóng nảy, mất bình tĩnh, chuyển áp lực công việc của mình cho người thân. Vì thế các mâu thuẫn xảy ra liên tục khiến hòa khí trong gia đình bất ổn. Các bác tốt nhất nên đặt vị trí của mình vào vị trí của người bạn đời để hiểu nhau hơn. Các mối quan hệ xã hội ngày càng tốt hơn, các bác giỏi giao tiếp, việc mở rộng mối quan hệ Hà Nội tốt nhất để người phát triển, công việc sẽ gặp được những quý nhân giúp đỡ, hay các bác sẽ gặp được những quý nhân giúp đỡ các bác rất nhiều, hãy ghi nhớ để đền đáp họ xứng đáng. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Ất Tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, Tỵ, Sậu, Sửu. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ cho các bác. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an, trường thọ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Tỵ khá ổn định. Người tuổi Ất Tỵ có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn hay những mâu thuẫn trong gia đình. Những gia chủ tuổi Ất Tỵ không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Các bác nên sống khoa học, sống quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp các bác không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy phát huy tác dụng tốt nhất
Thầy Sa Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Ất Tỵ sinh năm 1965. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để các bác tuổi Ất Tỵ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch. Có nạp âm là Sa Trung Kim, tháng Mùi lục hợp Mão. Tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão, hợi thành một cục, xung sửu, hình sửu, hai tí và tuất tuyệt sửu. Đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 5 tháng 6, từ ngày 14 tháng 7 dương lịch, nạp sát, quý hợi. Thứ hai, ngày âm lịch 17 tháng 6, từ ngày 26 tháng 7 dương lịch, nạp sát, ất hợi. Thứ ba, ngày âm lịch 29 tháng 6, từ ngày 17 tháng 8 dương lịch, nạp sát, đinh hợi. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Ất Tỵ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm xấu. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 6, tức ngày 11 tháng 7 dương lịch, nạp sát canh thân, nam âm, thạch lục mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 14 tháng 6, tức ngày 23 tháng 7 dương lịch, nạp sát nhâm thân, nam âm, kiếm phong kim. Thứ ba, ngày âm lịch 26 tháng 6, tức ngày 14 tháng 8 dương lịch, nạp sát sát thân, nạp âm, tuyền trung thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Ất Tỵ trong tháng 6 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hòa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị hãy để lại thông tin trong phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, quý vị hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa xin được cảm ơn và theo dõi toàn bộ ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.